giới thiệu với mọi người thực dược ba nhân nha. Thực dược ba nhân bấm được một cây nè, hai cây rồi nè, như vậy là bấm được hai cây rồi đó anh em. Ít bữa mình nó ra một lùm bông như thế này thì chắc là đẹp. Hiện tại cái đây là mình thấy có một nhánh này, hai nhánh, ba nhánh này, bốn nhánh, mà hai trụ nghĩa là tám nhánh, và là riêng cái cụm này là tám nhánh rồi nè. Cái này thì được bốn nhánh thôi, cái này cũng được tám nhánh, cái cây này được 2, 4, 6, 7 nhánh, nhưng mà sau này sẽ lật bớt mấy cái nhánh yếu yếu đi, lấy bông cho nó đẹp. Mà có lông lông nè, cái ngọn có lông lông. Bữa trước bấm cơi cái nó chết một cây chỗ đây, cái xong bấm cái nó chết qua cái chỗ này, cũng tứ phân tứ thuốc vô, hy vọng cây này còn cứu được nè, nhưng mà nó cũng xấu quá. Này bị bệnh này mọi người, bơm ra bơm thuốc cho nó đứng. Mình trồng được 6 chậu thực dược ba nhân thôi nha, hy vọng là Tết này nó sẽ nở lung linh đẹp. Ở quê mình á, mà một chậu 50 mà trồng 2 cây á là Tết á, là bán một cặp là 1,5 triệu nha, một cặp là 1,5 triệu. Năm nay mình trồng 4 cây nè, 4 cây, cái này cũng 4 cây luôn, cái này 4 cây, cái này 4 cây. Thì nếu mà giả sử nó trổ ra hoa hết đều đồng loạt á, cái gì chứ có tiền mua thịt heo, thịt bò, bánh mứt đầy nhà nha anh em. Ồ, này nó bị bệnh nè. Lâu lâu review cho anh em xem thực dược ba nhân mình trồng ra sao ha. Có cái gì hay ho mình sẽ cập nhật cho mọi người xem. Còn bây giờ kết thúc cái video nha mọi người. Hứa hẹn là sắp tới nó sẽ có nhiều hoa, mình quay cho mọi người xem, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của nó nha.